Vì thời gian qua em ở bên anh chỉ vì kho báu thôi hả? Vậy anh nghĩ tôi thương anh vì cái gì chứ? Anh vừa khùng vừa khờ, làm sao mà tôi có thể thương anh? Thôi không nói nữa. Một là lấy kho báu cho tôi, hai là sẽ chết. Anh chọn đi. Em bắn anh đi, bởi vì em là kho báu của cuộc đời anh. Anh lại muốn